quán bánh ướt Cô Bông ở đường Nguyễn Thái Học, thành phố Pleiku, Gia Lai. Chủ quán là vợ chồng cựu cầu thủ Tạ Thái Học của Hoàng Anh Gia Lai. Đến ngưỡng 30 tuổi, Thái Học ngừng thi đấu và chuyển sang kinh doanh để mưu sinh. Cũng cảm ơn mấy anh em đồng đội cũ đã cố gắng sắp xếp thời gian tới lên ủng hộ và giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Với lại cũng có một số fan hâm mộ là khán giả cũng còn nhớ tới mình, tới ủng hộ mình. Nói chung là cũng có mấy anh em rồi, khi mà mình nghỉ bóng đá rồi thì người ta cũng không quay lưng với mình, người ta vẫn đến với mình. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cầu thủ Hoàng Gia Lai như Xuân Trường, Đức Lương, Hồng Duy, Văn Sơn, Văn Trường hay Công Phượng. Những ngày đầu tháng 4 quán khai trương, Đức Lương và Hồng Duy xung phong vào vai chạy bàn. Sự nhiệt tình của hai cầu thủ nổi tiếng đã giúp cho thực khách đến với quán cảm thấy rất vui. Những đồng đội còn lại thì thưởng thức rất nhiệt tình. 35 dĩa bánh ướt Cô Bông đã được tiêu thụ bởi Xuân Trường, các đồng đội và cả huấn luyện viên Văn Đàn. Các món ăn rất là ngon, nước chấm cũng là rất là ngon và đặc biệt nhất là rất là sạch. Theo chia sẻ của chủ quán, sắp tới quán Cô Bông sẽ còn mở rộng thực đơn chứ không chỉ bán bánh ướt như thời điểm này.